Sáng nay tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức khánh thành cảng quốc tế Cái Mép Thị Vải. Hệ thống cảng sau khi hoàn thành sẽ mang tầm cỡ quốc tế, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa bằng đường biển đang tăng trưởng nhanh của khu vực phía Nam, thiết lập các tuyến hàng hải trực tiếp từ Việt Nam tới các nước trên thế giới. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đến dự. Cảng quốc tế Cái Mép Thị Vải gồm 6 gói thầu với 4 bến cảng đón tàu tải trọng từ 50 đến hơn 130.000 tấn. Cảng được hoàn thành sau 4 năm triển khai với tổng mức đầu tư gần 13.000 tỷ đồng từ vốn vay của Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản và nguồn vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Việc đưa cảng quốc tế Cái Mép Thị Vải vào khai thác sẽ hình thành cửa ngõ thông thương quốc tế, đưa hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam đi trực tiếp tới các cảng châu Âu, Bắc Mỹ mà không phải qua cảng trung chuyển quốc tế, giảm thời gian và chi phí. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ di rời các cảng ra ngoài khu vực nội thành, giảm sức ép về giao thông của thành phố Hồ Chí Minh.